Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ đồ mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là chiếc Azan, chất liệu là gỗ hương đại, hàng là của anh Hùng ở Hải Dương nhá. Một anh khách quen của bên cơ sở nhá. Năm ngoài đã mua rất nhiều kệ tivi, bàn ghế phòng khách. Và đầu năm anh đã đặt chiếc Azan cực kỳ là VIP này. Bây giờ em sẽ đi vào thông số cũng như là kích thước cũng như là độ dày của chiếc Azan chất liệu gỗ hương đá này. Anh đặt là cực kỳ hàng dày dặn cũng như là VIP nhá quý khách nhá. Hàng là kích thước của bên cơ sở em là chân 14. Dài là dài 2m17. Sẽ tính từ chân bên này sang chân bên kia là 2m17 và chiều cao từ chân lên đến đỉnh sẽ là 1m27 phân nha quý khách nhá. Đấy là chiều cao cũng như là chiều sâu. Chiều sâu bên em sẽ là 1m07 từ chân bên này sang chân bên này. Và khuôn tranh của chúng em, khuôn tranh mặt này sẽ làm dày là dày 5 phân. Ván bên cơ sở em sẽ là ván 2 phân nha quý khách hàng nhá. Ván là ván liền. Ván liền tấm 100% chứ không phải là ghép 2 nha quý khách nhá. Chọn được một tấm ván liền cực kỳ là vất cũng như là đẹp như thế này. Vân cực kỳ là đẹp. Và phía dưới là vai của bên cơ sở em, vai là làm dày 7 phân nha quý anh nhá. Vai làm dày 7 phân và vách đục của bên cơ sở em sẽ làm dày 2 phân rưỡi. Vách đục cảnh, cảnh là cảnh đục tứ quý nha quý anh nhá. Cảnh đục là tung cúc trung mai và phía giữa sẽ là đục quần thư. Và phía yếm này của chúng em, yếm bên cơ sở em cũng là làm dày 5 phân, cực kỳ là dày dặn cũng như là VIP luôn. Và chúng em xin công khai vào giá chiếc Azan này luôn, là bên cơ sở em đang bán với giá là 30 triệu nha quý anh nhá. Hàng này là hàng đặt theo yêu cầu. Quý anh có thể thấy vân gỗ này cực kỳ là đẹp và cũng như là khâu chọn gỗ cực kỳ là đẳng cấp luôn, quý anh có thể thấy nhá. Đây là phía sau chiếc Azan. Chúng em vừa mới đánh dây giáp cũng như là hoàn thiện phần thô, cũng như là chuẩn bị là mang ra xưởng phun để hoàn thiện phần sơn BU cũng như là chuẩn bị bàn giao cho anh. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm chiếc Azan này như của anh Hùng đây thì hãy liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Hoặc là quý khách hàng muốn xem hàng trực tiếp các mẫu mã khác, quý khách hàng có thể đến tận địa chỉ của chúng em này, ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Hoặc là quý khách hàng muốn xem các sản phẩm mẫu mã cũng như là công khai báo giá ở trên mạng thì quý khách hàng có thể lên website của chúng em là đogodomanh.com xem thêm các mẫu mã cũng như là sản phẩm ở trên website có giá báo giá luôn nha quý anh nhá. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video lần sau.